Em xin chào mừng cô bác và anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Thế Anh. Bên Thế Anh ô tô thì chuyên mua và bán trao đổi tất cả các loại ô tô cũ đã qua sử dụng. Cô bác anh chị có nhu cầu mua bán hoặc là trao đổi thì vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 0354152888. Và ngày hôm nay thì bên Thế Anh ô tô lại vừa về thêm một mẫu xe thuộc phân khúc hạng B, sedan 2 đầu. Đó. Mang thương hiệu của Nhật Bản. Rất là bền bỉ đồ cuối đá. Gần như là đã gắn liền với thương hiệu người Việt rồi. Mang biển 14A09880 này. Tổng thành xe là màu đen này bà con này. Sơn xi còn bóng mượt luôn nhá, rất là long lanh. Các đèn pha đây. Đèn pha này còn nguyên bản theo xe này. Máy em đang lổ bà con nhá. Đó, máy số em này cam kết là cực kỳ chất. Côn số rất là ngoặt, điều hòa thì rất buốt luôn. Bà con lấy xe về chỉ sẵn đi thôi. Khám phí thì đến tháng 11. Trang bị theo xe là 4 quả la răng đúc 5 chấu đây, nhìn rất là đẹp này. Phanh đĩa 4 bánh nha bà con nhá. Đó, đi rất là an toàn. Lốp của em nó khe ránh còn rất là sâu này. Bà con lấy xe về chỉ sẵn đi thôi. Đó, sơn xi còn đẹp, cực đẹp luôn. Mang xe này thì nó rất là bền và lành xe. Đó. Xăng ăn thì tầm khoảng 6 lít thôi trên 100 km. Đó, rất là kinh tế. Đó. Ngoại thất của em nó đây còn rất là long lanh. Chiếc xe này này bên Thế Anh ô tô đang chào bán với giá là 135 triệu nhé. Chỉ với 135 triệu thôi là cô bác anh chị đã sở hữu chiếc xe này rồi. Giá em cam kết là bao rẻ nhất miền Bắc cho bà con, nhất Việt Nam luôn, nhất Việt Nam chứ không phải nhất miền Bắc nữa bà con nhé. Đó, sản xuất 2007, động cơ máy là 1.5, phiên bản số sàn và giá chỉ có 135 triệu thôi. Đó, rất là rẻ luôn. Đó, các auto khác thì gần như là 205 là cũng đã giá đó rồi. Bên Thế Anh ô tô mua được rẻ nên bán rẻ cho bà con thôi, nên là bà con cứ yên tâm. Chất lượng của xe thì em cam kết trên giấy tờ cho bà con nên bà con yên tâm. Có ghế da màu lâu rồi, trần nỉ cũng được bọc 5D rồi, màu lâu nhìn rất là sang trọng, chống nóng chống ồn. Có ghế da đây nhìn rất là sang trọng bà con nhé, nội thất như siêu xe luôn. Đó, rất là đẹp. Gương kính chỉnh điện táp lô táp ly đây, chiếu bóng chốc chảy xước gì cả bà con nhé. Đó, máy đang em đang lổ rất là êm. Chỉ với 135 triệu thôi là cô bác và anh chị đã sở hữu chiếc xe này rồi. Giá 135 triệu là bên Thế Anh ô tô là giá bán tại cửa hàng thôi nhá, nên là bà con lưu ý giúp em. Đó, chưa bao gồm phí gì cả nên là mọi người cứ lưu ý giúp em vấn đề này. Đó, giá là em báo giá chuẩn để bán đấy bà con nhá. Đó, nội thất đây, hàng ghế thứ hai đây, rất là rộng rãi. Táp lu táp ly rất đẹp. Xe này không lỗi. Máy số cực kỳ ngon, điều hòa rất run. Đó, cốp của em nó đây rất là rộng rãi bà con này, để đồ đạc rất là thoải mái nhá. Đó, chỉ với 135 triệu thôi là cô bác anh chị đã sở hữu chiếc xe này rồi. Mọi người mà quan tâm đến chiếc xe này thì vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 0354152888. Đó, để em tư vấn hỗ trợ cũng như đặt lịch xem xe. Và địa chỉ để xem xe trực tiếp đó là thôn Kim Nôi, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Bên em thì cách thành phố Hải Dương là gần 40 km, nên không có ảnh hưởng dịch bệnh gì cả, nên là bà con yên tâm khi xuống xem xe. Đường xá là vẫn lưu thông bình thường nhé. Bên Thế Anh ô tô thì có hỗ trợ mua bán vận chuyển toàn quốc. Mọi người mà thiện chí chiếc xe này thì vui lòng liên hệ em, cọc cho em 30 triệu sẽ vận chuyển xe vào trong cho mọi người. Và phí vận chuyển là thêm 5 triệu nữa là cô bác anh chị lấy xe đi rồi. Đó, một dòng xe thuộc phân khúc hạng B, rất là phổ thông tại Việt Nam của chúng ta, được rất là nhiều người Việt tin dùng lựa chọn. Đó, giờ em sẽ cho mọi người tham khảo qua phần khoang động cơ của xe. Đó, mặt đồng hồ xe này bà con này. Máy em này cực kỳ là chất, máy lổ rất là êm bà con nhé. Đó, máy lổ đây bà con này, rất là êm này, không có hiện tượng rung giật gì cả nhé. Đó, xe là rất là, máy móc còn rất là khô ráo, không đâm đụng ngập nước. Đó, máy em này cực kỳ là chất. Chỉ với hơn 100 triệu thôi là bà con đã sở hữu chiếc xe này rồi. Mọi người quan tâm đến chiếc xe này thì vui lòng liên hệ em nhé, theo số điện thoại 0354152888. Em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều trong thời gian vừa qua đã luôn đồng hành cùng với kênh của em. Em xin hẹn gặp lại mọi người trong video tới của em.